Hello, xin chào các bạn và các chị đã quay trở lại với kênh đầu bếp chứng khoán. Lại tiếp tục là bình đây. Thì hôm nay là cuối tuần đó, ngày 15 tháng 10 năm 2023. Thì mình tiếp tục là chia sẻ cho mọi người về thị trường cũng như là chúng ta sẽ dự đoán cho tuần sau và cũng như là cái cơ hội của thị trường trong tuần sau có còn hay không và đặc biệt là chúng ta mua gì, à, mua gì đúng không chị bạn? Và những cái nhóm ngành nghề nào mà chúng ta sẽ phân tích qua các nhóm ngành để chúng ta coi những cái nhóm ngành đó có cơ hội hay không. Rồi, OK. À, để trước khi đi vào phân tích nhanh và cũng như là có một góc nhìn toàn cảnh về cho thị trường các bạn anh chị cho mình một cái like, một cái share và cũng như là thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận nha các anh chị các bạn. À, cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều nha. Rồi, à, thì để trước khi mà nhìn qua ở những cái uh, thị trường như thế nào thì đầu tiên thì chúng ta cũng có một số góc nhìn về những cái thông tin về thị trường. Thì về cuối tuần thì mọi người thấy là về thông tin thị trường cũng không có cái gì gọi là đặc biệt cả, chỉ có một số thông tin liên quan đến về cái xung đột của Trung Đông đó của Israel và Hamas đó. Thì mình nghĩ là về xung đột này nó cũng sẽ làm một số vấn đề, đúng không? Đó, vì chúng ta lập tâm lý về chiến tranh thì ai cũng lo sợ cả bạn. À, và một số thông tin về liên quan tới những cái uh... lịch chia cổ tức đó. Đây à, mình mở qua cho các bạn anh chị cùng xem để chúng ta cũng có những cái góc nhìn về à, thị trường ha. Đây ha, mình thấy là lịch chia cổ tức cao nhất là gần 25% của DC World BNG. tỷ lệ nè 25 phần trăm ABC rồi uh, PNG ở chi bằng tiền mặt 8 phần trăm tiền mặt 10 phần trăm rồi đó là những cái góc nhìn về đó ha rồi các bạn thấy là những cái giá rẻ một số mặt hàng từ Trung Đông ồ ạt à, vào Việt Nam nhập khẩu tăng gần 800 phần trăm Việt Nam được xem là ít bài trên thị trường đó, mình nghĩ là đây là các bạn thấy là đây là cũng là khí khí khi đốt cho nên là thấy là vừa rồi thì những cái nhóm ngành về dầu khí mình nghĩ là vẫn rất là tốt thôi. Rồi chúng ta nhìn qua một số liên quan đến thị trường trong cái tuần vừa rồi thì các bạn và các anh chị thấy là về thị trường tuần vừa rồi thì mình nghĩ là duy trì ở đâu đó khoảng tầm 12 cho tới 15 000 tỷ thôi. Mình nghĩ là thanh thanh khoản của thị trường hiện tại thì như vậy thì cũng khá là ổn rồi và mình nghĩ là nó ổn định và nó cũng không bất bình thường gì cả và nhìn về một tuần vừa qua thì mọi người sẽ thấy được là gần như là 1 2 3 4 5 đó thì trong cái tuần này gần như là tự doanh cũng bán rồng rất là nhiều và nước ngoài cũng bán rồng rất là nhiều nếu mà tính phiên này thì chúng thấy là nếu không có phiên này gần như là một cái chỗ bán rồng đó, gần như là tuần bán rồng áp đảo luôn các bạn đó thì các bạn anh chị cũng thấy ha đó những cái biến động vào tuần qua thì chúng ta xem tuần tới như thế nào và cũng như là trong cái tuần vừa qua thì mình cũng có những cái nhận định với mọi người. Nhìn xét hoặc là tuần qua 1 2 3 4 5 đúng không? Thì gần như là thị trường của chúng ta cũng có một cái giai đoạn gọi là hồi phục. Mình nghĩ là thị trường chúng ta vẫn giữ trong cái nhịp hồi phục này. ở nhưng trong tuần các bạn thấy không? cái rung lắc nó cũng rất là ác liệt đúng không? Đó, thì về quan điểm thì mình cũng chia sẻ với mọi người từ tuần trước mình làm cái video tuần trước tới tuần này thì chúng ta nhìn lại thì thị trường của chúng ta vẫn chưa có hồi phục xong đó thì các bạn có chị thấy là thị trường chúng ta là có cơ hội nó vẫn là hồi phục về bảy và 1180 đúng không nhưng mà trong tuần vừa qua thì mọi người thấy là cũng chưa hồi phục xong đó thì mình thấy là cái phiên rất là cảm xúc đó là cái phiên vừa rồi đó là phiên thứ sáu thì các bạn các anh chị thấy là gì đó thị trường chúng ta là mình nghĩ là nó vẫn đang trong một cái xu hướng hồi phục và các bạn thấy là rung lắc nó quay trở lại nó cứ lanh quanh lanh quanh ở một một bốn mươi thôi một một bốn mươi một năm mươi thì nó bị áp lực bên đây nè các bạn thấy rất lớn cho nên là cái việc à, tâm lý à, tâm lý của các anh chị bạn cực kỳ hưng phấn à, cực kỳ mà làm có những cái một số rất là hưng phấn một số rất bi quan nhưng về tổng cục đúng không tổng cục thì các bạn các anh chị thấy là về thị trường chúng ta vẫn đang trong một cái giai đoạn khá là hưng phấn không? Sau khi một cái giai đoạn hồi phục 1 2 3 4 5. Đó thì gần như là chúng ta thấy là một cái tuần vừa qua vẫn là một trong giai đoạn hồi phục và mình nghĩ là trong tuần tới đó tuần tới là các bạn thấy gì? Uhm, chúng ta sẽ nhận được là đáo hàng phái sinh. Đúng không? Đó, cái tuần đáo hàng phái sinh thì các bạn sẽ thấy được là gì? À, nó sẽ rơi vào ngày thứ năm thì cái ngày thứ năm đó nó gần như là cuối tuần đó, gần như nó rơi vào những cái giai đoạn cuối tuần của thị trường rồi cho nên là mình nghĩ là à, về cơ bản mà các anh chị bạn thấy là mình vẫn đánh giá về trong cái đồ thị tuần như thế này nè đó thì mình vẫn đánh giá đây là ơ, nó vẫn nằm trong một xu hướng tăng nhưng mà tại vì trong xu hướng tăng này các bạn thấy là gì ừ, nó bị điều chỉnh về mất đi những cái hỗ trợ đúng không các bạn thấy là mất đi hỗ trợ thì cái cơ hội của thị trường của chúng ta là gì nó cũng sẽ khi mất xong các bạn thấy thường thường là nó sẽ rơi tiếp tục rơi mất xong tiếp tục rồi nhưng sau đó bạn thấy là nó sẽ cũng sẽ quay lại test đó thì cho nên là quay lại test ở cái vùng này nó sẽ trở biến thành một cái kháng cự biến thành kháng cự nhưng quan trọng là xu hướng nó vẫn là xu hướng tăng nha các chị bà tại vì nhìn ý chí bạn thấy rất rõ này đây xu hướng tăng mình nói nè đây xu hướng tăng là nó vùng nằm trên mây đúng không nó xuống mây nó rơi vào xuống mây này nó rơi vào đau trend này thì đau trend trong tuần là bạn thấy không nó rất là lớn nó như nếu như giả sử bạn không bán được ngay đỉnh thì có thể mình nói là có thể là các bạn không nhận diện được đỉnh nhưng các bạn thấy là cái gì nếu như giả sử chúng ta nhận diện được như những cái vùng mà nó xuyên mây này thì chúng ta vẫn nhận ra mình nghĩ là vẫn nhận diện ra nha các anh chị bạn các bạn các anh chị vẫn nhận diện ra đây là một xu hướng uh, gọi là xu hướng đau đúng không các anh chị bạn đó à, nó vẫn là xu hướng đau à, nó xuyên qua đây bạn thấy không các bạn nếu các bạn nhìn kỹ thì nó cũng tránh được giai đoạn rất là lớn rồi, uh, thì như vậy thì uh, về đây thì chúng ta thấy là nó đã chui qua được cái vùng may này các bạn thấy không? Cái vùng may này, vùng may này nó cắt ngang thì đây nó đi lên rồi. Thì nó cũng đang nằm trên may thì nó có nghĩa là nó đang nằm trong một cái xu hướng tăng rồi. Và trong xu hướng tăng này nó chỉ điều chỉnh lại và nó đang gọi là cái dạng sideways thì trước đây mình cũng nói với bạn chị là nếu mà như giả sử ở đây, nếu mà tích lũy để đi tăng tiếp thì nó ít nhất cũng phải 4 tuần này. Đó, bây giờ các bạn thấy là gần như đã hơn rồi. Đó, gần như là hơn ít nhất 4 tuần này gần như mình thấy là nó cũng đã hơn đó và mình nghĩ là kỳ vọng là gì nó giữ được những cái vùng tích lũy này nó đi lên thì được thì ổn nhưng với giai đoạn này là gì chúng ta thấy là gì à, các bạn nhận diện được là cái xu hướng này nó vẫn hiện diện là tăng nhưng cái xu hướng tăng này nó không mạnh thế nghĩa là không mạnh nó sẽ rơi vào trạng thái tích lũy đó thì trạng thái tích lũy này các bạn thấy là gì nó vẫn đang lơ lửng giữa kháng cự và hỗ trợ đúng không những cái hỗ trợ này đó thì về đây thì cơ bản mình thấy là cái đà hồi phục nó sẽ như mình nói là về kỹ thuật đó, thì các bạn sẽ hiểu là gì nó sau khi mất hỗ trợ thì nó sẽ quay lại test không thì khi quay lại test thì chúng ta thấy là gì thị trường của chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi trong tuần tới mình đứng là trong tuần tới là những nhịp hồi thì chúng ta chú ý coi cái vùng kháng cự đó là một một mươi ở một một tám mươi thì mình vẫn đánh giá nó là khá là mạnh đó, đó nhiều khi các bạn thấy là trong một daily một trong cái ngày nào đó một khoảnh khắc nào đó nó vượt qua một một tám mươi thì các bạn cũng đừng quá vội đánh giá là nó sẽ vượt được tại mình nói là khi một kháng cự và hỗ trợ thì các bạn thấy là nó sẽ xuất hiện rất là nhiều cụm nến đúng không nó nó xuất uh, nó xuất hiện rất là nhiều nến để chúng ta đánh giá coi nó là vượt hay chưa thì các bạn thấy là ở đây các bạn nó đánh giá là vượt đúng không chúng ta rất là hào hứng trong cái tuần này đúng không tuần này tuần này đó thì quay lại làm cái lập cái ảo xuống các bạn thấy là chúng ta vẫn đánh giá đó nó vẫn vẫn là kháng cự và sau đó bạn thấy nó quay lại vượt chúng ta vẫn đánh giá đó là vượt đúng không nhưng mà bạn thấy hiểu là cái cái đoạn này nếu bạn học chi thì đây là những cái động lực như mình có thấy là nó mất cân bằng tương đối nó không có mạnh mà nó không có đủ động lực mạnh để gọi là đi lên tiếp tục đâu đó thì cho nên là chúng ta hiểu được tại sao mình nói các bạn những cái lúc này đó là cái vùng mất cân bằng mình cũng rất là kiên nhẫn để chờ những cái vùng hỗ trợ này mình mua này nhưng mà sau đó thì mình cũng nhận diện ra là nó làm cây nữa thôi, thôi mình thấy là thị trường nó cũng không quá là mặn mà đúng không đó thì các bạn thấy là từ cái này nó hồi lên thì chúng ta thấy là lúc này thì à, thị trường chúng ta đang vẫn đang trong một cái tình huống là, là là vẫn là hấp dẫn được đó thì cái cơ hội của nó là nó tích lũy xong nó đây không tích lũy xong nó vẫn đi em may này đi lên nhưng mà các bạn thấy là nó là cái ào xuống luôn nó thì gần như mình thấy là cái xu hướng này nó đã xác nhận rồi đó cái xu hướng này xác nhận rồi mình nói với anh chị bạn là chúng ta nên thôi cũng cơ cấu để cái nào lỗ thì cũng chấp nhận thôi đó còn việc uh, chúng ta mua bán ở đây thì mình nghĩ là đây mình vẫn đánh giá với các bạn anh chị là gì thị trường của chúng ta vẫn là trong một cái nhịp hồi đúng không đó thì trong uh, cuối tuần vừa qua và trong những cái tuần vừa qua thì mình có chia sẻ cho các bạn uh, một số những cái cổ phiếu như mình uh, từ lúc mà thị trường vẫn tạo đáy tạo đỉnh ở một một hai mươi thì mình có chia sẻ mọi người những cái cổ phiếu như thế này đúng không mua quanh đây nè đó thì ở đây bạn thấy là nó cũng không vi phạm về mặt nguyên tắc cắt lỗ của mình thì mình cũng không có bán nữa mình vẫn giữ về tb nè và cũng mua thêm vào trong những cái ngày vừa qua đó những cái ngày này thì mua đất xanh nè đó thị trường cũng cái nhịp tạo đáy đúng không tạo đáy thì mua đất xanh nè rồi như là dbr nè đúng không mua trong những cái ngày này nè đó, trong tuần trước là thấy là mua vào thứ ba đúng không thứ sáu thứ năm thứ tư thứ ba rồi như là BHR BHR thì mới mua trong cái ngày hôm thứ sáu vừa rồi đúng không tại vì nó gây hỗ trợ đúng không thì gây hỗ trợ mình đúng nguyên tắc của mình thì mình mua rồi và những cái cổ phiếu như là dược hà tây thì cũng là ngay nguyên tắc hỗ trợ của mình thì mình cũng mua tại vì sao mình nó mua ở đây tại vì các bạn thấy là đây là cái vùng hỗ trợ thì như mình phân tích bạn trong clip đúng không đó thì các bạn có thể xem lại thì trong room mình vẫn giữ những cái cổ phiếu đó rồi ok thì như vậy thì các bạn các anh chị nào mà đã trong room mình thì mình cũng đưa ra những cái khuyến nghị cho các bạn chốt lời đúng không thì các bạn có xem tới những cái vùng chốt lời đó chúng ta cứ chốt đó rồi mình nghĩ là nếu mà chúng ta có lãi thì cái quyền chốt lời lãi về cá nhân mình, mình có quyền hết mình cũng không cấm cản gì các anh chị bạn cả đúng không đó thì các bạn có thể là uh, cân nhắc cái việc chốt lãi hoặc là các bạn có thể đợi những cái mục tiêu như mình chia sẻ với mọi người mọi người chốt đó tại vì cơ bản thì những cái cổ phiếu đó các bạn thấy nó cũng không có kháng cự gì cả rồi rồi trước mắt thì về cơ bản thì chúng ta thấy là gì thị trường của chúng ta vẫn nằm trong một xu hướng đau rồi mình vẫn nhắc lại liên tục như đây và mình nhận định cho các bạn trong tuần tới thì như thế nào thì cơ bản các bạn thấy là trong cái đô thị tuần này mình nghĩ là thị trường chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là đi về một một tám mươi đúng không nó sẽ là về một một tám mươi này đó. Nhưng mà nguyên tắc đầu tiên các bạn sẽ thấy là gì xu hướng của chúng ta là vẫn toàn thể Nó vẫn chưa thay đổi xu hướng Ờ, nó vẫn cho dù bạn thấy là có một phiên tăng hai phiên tăng ba phiên tăng bốn phiên tăng năm phiên tăng nhưng thị trường chúng ta vẫn chưa được thay đổi xu hướng quan trọng là cái xu hướng chúng ta là vẫn trong một xu hướng downtrend à, thì những cái nhịp tăng như thế này những cái nhịp hồi phục này mình vẫn đánh giá đó là cái nhịp kháng cự đúng không thậm chí bạn thấy là nó có thể lên được đâu đó một một tám lâm, vẫn có thể bình thường tại vì đó là về mặt ngắn hạn thôi còn về nguyên tắc thì những cái cổ phiếu mà chúng ta có kháng cự về mặt ngắn hạn chúng ta có thể xử lý bình thường đó. hoặc các bạn nào anh chị nào mà căng tại tài khoản thì mình xử lý thôi còn ở đây thì mình nghĩ là các bạn nào mà cần cân nhắc chốt lãi nè thứ nhất là hạ tỷ trọng nè thì đó là những cái vùng mà chúng ta cần cân nhắc nha đó một một tám mươi vẫn là kháng cự và mình nghĩ là với những cái ngắn hạn ở đây chúng ta diễn ra thì các bạn còn các anh chị thấy là thị trường của chúng ta nó vẫn đang nằm trong một cái vùng hỗ trợ như vùng livestream này mình có chia sẻ mọi người một một bốn hai đúng không đó lúc mà kết thúc livestream vào buổi sáng lúc mười một giờ rưỡi mình nói với bạn anh chị là 1142 này nó vẫn là hỗ trợ của thị trường đó và thậm chí nó xa hơn là 1135 đúng không thì bạn thấy là nó lơ lửng về đâu đó 1138, 1139 gì đó rồi nó bật lên đó thì cho nên là bạn thấy là thị trường mình vẫn đánh giá là cái kháng cự ngắn hạn trong về mặt ngắn hạn thì mình nghĩ là nó rất là nhanh thôi đó, có nghĩa là nó sẽ vượt được cái đỉnh này và nó sẽ quay về chúng ta thấy là nó sẽ có kháng cự như 1167 này trước đó thì mình nghĩ là nó quay rồi đây thì nhưng mà sau đó bạn thấy là gì Uh, cái vùng 167 này sẽ gãy đi thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái sự phản ứng nó cũng sẽ có phản ứng về mặt ngắn hạn thôi rồi nó rung lắc lại đây rồi nó tích lũy rồi nó cũng sẽ đi lên lại đó thì mình nghĩ là về thị trường chúng ta vẫn có thể đi lên về kháng cự này nhưng cái quan trọng là ngắn hạn của chúng ta là uh, vẫn là gì uh, vẫn là một cái sự hưng phấn đúng không một cái sự hưng phấn và cũng như mình nói và tổng kết lại các bạn thấy là gì mình cũng phân tích cho mọi người là gì sau khi mất hỗ trợ thì nó sẽ quay lại test đúng không thì À, khi uể test thì chúng ta vẫn đánh giá nó là kháng cự đó thì cái từ một cái hỗ trợ nó sẽ biến thành một cái kháng cự đó, thì như vậy thì chúng ta hãy là gì về thị trường thứ nhất chúng ta đưa ra những cái kết luận và lập luận là gì thứ nhất là thị trường đang ở một cái phân phấn ngắn hạn cái thứ hai là thị trường vẫn là trong xu hướng downtrend cái thứ ba là thị trường quay lên nó gặp kháng cự thì những cái lúc đó là gì đưa ra kết luận là gì bạn bán đúng không mình vẫn giữ quan điểm là thị trường đang hồi phục và cái cơ hội chúng ta bán được giá tốt nhất rồi Đúng không? Đó, bán giá tốt biết rồi và thị trường có đi xuống hay không mình cũng không biết nha đó thì vì cơ bản các bạn thấy là gì sau khi thị trường nó lên tới đây thì nó sẽ tích lũy lại nó có vượt hay không thì mình phải cần đánh giá thêm khi mà về việc đánh giá mình thấy là nếu như giả sử nó chỉnh lại nó tích lũy thì nó sẽ phải cần vượt qua những cái vùng EMA này đúng không thì mình nghĩ nó đánh nó đi lên được thì được đó, đi lên thì ít nhất thì thấy là phải vượt qua được cái vùng giá 1205 đúng không? 1 năm vẫn là cái tiên quyết cho thị trường chứ không phải là 1180 một, một này. Đó chứ các bạn đừng đánh giá là ở đây ha. Thì lúc đó các bạn thấy là thị trường sẽ tạo đáy và lúc đó nó nó sẽ tạo hình thành và sẽ xác nhận cho chúng ta thấy là ở đây mới tạo đáy. Đúng không? Đó và cái nguy cơ là gì? Có mình nói là lúc đó là nguy cơ ha. Đó, cho nên mình không biết đâu, cho nên mình thấy khi nào nó vượt đó mình mới thấy tích, tích cực được. Còn về cái việc ở đây á nó vẫn có những cái diễn biến nguy hiểm cho nên là tốt nhất là gì? Mình vẫn thiên về À, vùng kháng cự và để tâm lý chúng ta giải tỏa là gì tới cái vùng kháng cự này chúng ta cứ mặc mặc nhiên bán hạ thị trọng đó thì mình cũng không khuyến nghị gì các bạn phải bán hết cả chúng ta giao dịch thì chúng ta cũng không cần bán hết đó chúng ta bán chừa chừa lại một ít cũng được đúng không đó ít nhất là chúng ta cứ bán về gần như là hạ thị trọng thôi chứ còn về bán sạch thành xanh thì mình nghĩ cũng không 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 có khuyên các chị bạn cái điều đó nhưng mà tại vì mặt dài hạn thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta vẫn là uptrend đó mình nghĩ là thị trường ta vẫn uptrend nhưng mà về mặt ngắn hạn thì nó sẽ có những diễn biến thất thường giống như mình nói là về cái thiên về mặt dài hạn thì nếu như giả sử bạn thấy là dài hạn chúng ta vẫn là một trong đây mình tắt bớt đi những cái này bạn sẽ đỡ rườm ra thì nó vẫn là uptrend đúng không nó vẫn là uptrend thì cho nên là về cơ bản nếu có như giả sử bạn thấy là thị trường ta nó chỉnh về những cái hỗ trợ ở 1000 hoặc thậm chí 1020 đâu đó nói chung là nó từ trong cái biên này đó thì bạn thấy là nó vẫn là đang nằm trong một xu hướng thôi làm xu hướng và nó đang trong tích lũy thôi đúng không nếu mà về đây thì thị trường chúng ta vẫn như đang tích lũy thôi cũng không có vấn đề gì cả đó, thì đó là cái dài hạn chúng ta thấy được đó, cho nên là về, về mặt ngắn hạn thì chúng ta phải cần làm gì thôi chứ còn về mặt ngắn hạn mà chúng ta online đến ở đây thị trường mà nó về đây thì các bạn nếu mà như giả sử chúng ta mời xin nữa thì uh, chúng ta cực kỳ nguy hiểm đó cho nên là các bạn phải hiểu được cái hàm ý của mình nói là ở đây thị trường về mặt dài hạn nó vẫn là tăng nhưng về mặt ngắn hạn chúng ta phải xử lý hành động như nào khi và để uh, chúng ta có thể là giải tỏa tâm lý uh, và khi thị trường xác nhận và thị trường uptrend trở lại thì lúc đó các bạn và anh chị thấy là chúng ta dễ thở hơn và chúng ta dễ đầu tư hơn đó giống như các bạn quay lại phía trước về vùng này các bạn thấy không giao dịch mình vẫn thấy được là đây là cái vùng tạo đáy về mặt dài hạn rồi đó, thì các bạn thấy là trong mấy tháng ở đây mấy tháng liền từ những cái vùng từ đầu đầu năm 2023 đúng không nó tới tận giữa tháng 5 tháng 6 của tháng 5 tháng 6 của thị trường thì bạn thấy là giai đoạn đó gần như mấy tháng người ta cũng rất là khó chịu đúng không? Có những cổ phiếu các bạn thấy là đa phần mọi người cũng rất là lời nhưng mà cũng có một một số anh chị bạn phải cắt lỗ liên tục đó. Thì cho nên là, là mình việc livestream và mình chia sẻ cho mọi người về những cái kiến thức mà chúng ta nhìn được về thị trường đúng không? Thì các bạn thấy là nếu như giả sử các bạn cứ thoải mái người ta giữ tiền hoặc là có cổ phiếu ít các bạn thấy là các bạn lãi ít cũng được hoặc là à, giao dịch ít cũng được đó. Thì với những cái phần tiền lớn nhất các bạn thấy là gì qua ở cái vùng này khi nó thoát khỏi cái vùng à, tích lũy thì bạn thấy là nó sẽ dễ thở hơn rất là nhiều các bạn thấy lúc đó bạn thuận tiện giao dịch lắm nó sẽ cho các bạn vài tháng, Đúng không còn các bạn thấy là cái thị trường mình nói thị trường khó nhất đó. cái thị trường mà nó không phải như đau tre như này các bạn thấy nó dễ nè, thì nó bị có trên một là tăng hay là giảm còn cái khó nhất là cái mà nó rơi vào cái trạng thái tích lũy bạn, cái trạng thái tích lũy là cái trạng thái khó cho nên là nếu như các bạn mà các anh chị mà có giả sử mà biết mình từ những cái giai đoạn mà ở cái vùng đáy này mình cũng có nói anh chị bạn đúng không? Thị trường chúng ta sớm muộn gì nó cũng phải lên vùng cân bằng 1.200 Đó thì bạn thấy là ngắn hạn nó có thể lên nhú lên ở cái vùng 1250 thì mình nghĩ là cái đó là chuyện hết sức bình thường. Đó và mình cũng nhắc kèm một mọi người một câu đó Mình nói khi thị trường mà lên 1200 200 này á, 1200 này mình sẽ làm một cái video đặc biệt đó thì đây cái video đặc biệt đó là mình nói là cái video mà mình nói là cái giai đoạn này giai đoạn cực khó đó, đó nhưng mà mình không có làm đó bạn đó, đó giai đoạn đó là giai đoạn cực khó cho nên các bạn thấy không giai đoạn này là giai đoạn cực khó mình ý là mình nói là như vậy đó rồi đó là những cái góc nhìn về tổng quan thị trường và mình vẫn giữ một cái quan điểm là thị trường hồi lên để chúng ta cơ hội bán nha đó các bạn nhớ nha và mình cũng từng bước chia sẻ cho mọi người rất là kỹ nếu mọi người xem hết cái video này rồi chúng ta sẽ xem xét coi những cái nhóm ngành nào để có thể mua được trong tuần tới và những cái cổ phiếu nào có thể mua được hay không Đó thì chúng ta cần quan sát ở đây à, thì giống như là dòng chứng khoán thì mình vẫn đánh giá nó sẽ thiên và xe quay hơn à, cho nên là mình dòng chứng khoán ở đoạn này mình cũng không có mặn mà lắm và tiếp tục là những cái dòng cái dòng thép thì mình cũng vẫn là giai đoạn này giai đoạn hồi phục và vẫn là giai đoạn kháng cự mạnh đó thì uh, thép thì các bạn thấy là nó cũng tương đồng với lại uh, thị trường hơn giống thị trường có nghĩa là nó mất đi hỗ trợ thì nó cũng sẽ có cơ hội test lại đúng không và những cái vùng kháng cự xa hơn nó vẫn có đó thì có nghĩa là nó, đây đây vật là kháng cự và những cái vùng kháng cự ẩn không? thì các bạn thấy là kháng cự ẩn có nghĩa là cái kháng cự mà nó ẩn ở trong dài hạn đó. các bạn trong ngắn hạn các bạn không thấy nhưng mà nếu mà các bạn học phân tích kỹ thuật các bạn sẽ thấy được cái vùng này vẫn là vùng kháng cự cho nên là các bạn thấy cái những cái mũi tên màu đỏ này bạn thấy không tới cái vùng này nó bán, bán xuống bán xuống bán xuống 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 nhiều lắm đó thì cho nên là các bạn các anh chị cần lưu ý đối với những cái dòng thép như thế này à, thì đây là một cái kháng cự rất là rõ ràng và kháng cự ẩn là cái kháng cự này thì các bạn thấy là đây nó tương ứng với lại cái giá trị ở một nghìn một trăm hai hai đây một trăm hai hai đúng không à, thì nó tới đây các bạn thấy là nếu mà như giả sử các bạn hiểu được thì nó sẽ là kháng cự ẩn mà các bạn cũng chưa thấy đó. nếu giả sử các bạn nhìn một cái khía cạnh nhỏ mà không thấy ha rồi rồi những cái nhóm ngành mình vẫn đánh giá là mang tính chất hồi phục nữa đó là cái dòng bất động sản đó thì cho nên là tại sao mình nói bất động sản nó hồi phục thì mình nghĩ là đây là những cái cổ phiếu mình mua trong giai đoạn hồi phục mình thấy là cái cơ hội nó hồi phục là có thì đây là những cái vùng mà mình thấy nè đó thì mình thấy là nó đây hồi phục ở đây cái vùng 19.5 này kháng cự rất là mạnh các bạn đó thì cho nên là mình nếu nếu như giả sử các bạn thấy là khi mà giá nó tăng lên thì mọi người sẽ hưng phấn thì hưng phấn lên lúc này chúng ta sẽ canh bán không canh bán ở vùng này và thậm chí nếu như nó vượt đến cái vùng may phẳng ở đây mà thấy không may là may phẳng thì nó vùng 20.5 thì đây là những cái vùng cũng nên canh bán nếu có giả sử nó vượt qua đó cũng nên bán đó thì mình uh, có ví dụ như mình có lợi thế có hàng sẵn các bạn tại vì lợi thế mình mua ở đây mình mua ở cây này cho nên là những cái lúc này mình đang lãi thôi thì thì mình nói ở đây thì mình cũng không khoe gì các bạn nhưng mà mình nói ở đây các bạn các anh chị để hiểu cho các bạn các anh chị à, thứ nhất là À, chúng ta đang nắm giữ hàng ở đây thì xử lý như thế nào? thì ví dụ như xử lý các bạn thấy là cái việc xử lý tối đa lắm các bạn có thể đỡ thiệt hại nhất rồi. tại vì nó nằm trong xu hướng này nó rất là khó, nó không xu hướng này rất là khó. còn nó tăng lại Các bạn thấy gỡ gạt không, không được, tại vì lúc này các bạn sẽ nên hạ tỷ trọng. các bạn muốn giữ lại cũng được nhưng mà cái tỷ trọng dưới ít thì chúng ta thoải mái thôi. vì ví dụ như nó rơi lại thì các có chị thấy là à, thì chúng ta cũng đã có những cái 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 ra rồi và cái cơ hội thì chúng ta sẽ từ lý sau đúng không? rồi đó là những cái dòng mà mình thấy là nó có những cái vùng kháng cự rất rõ ràng như chúng ta là sell nó cũng sẽ hình thành những cái kháng cự này tương đối đúng không? và cái may các bạn thấy nó nó có lên nữa thì nó cái may đây nó cũng rất là to à, rất là to ha. rồi những cái cổ phiếu như đích thì đích mình thấy giai đoạn này nó cũng khó tăng hơn so với những cái, cái cổ phiếu khác đúng không? đó số khác đây uh, những cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì mình cũng không có bàn cả gì cả. thì bất động sản khu công nghiệp thì mình đánh giá hiện tại như mình có lúc cái tuần trước thì mình vẫn đánh giá chính trị bạn hai cái nhóm ngành mình thấy là cái cơ hội nó rất lớn đó là những cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và những cái cổ phiếu uh, đây bất động sản khu công nghiệp như vgc rồi idc hoặc tib đúng không đó và ntl đó thì đây là những cái nhóm mà mình đánh giá nó vẫn là một trong những cái vùng tương đối mạnh, mình đánh giá là cao À, và những cái dòng mà mình nói là như bvd à, thì như mình nói đây điều chỉnh lại sẽ rất hấp dẫn thôi đúng không à, thì như bvd nè à, bvs nè thì bây giờ nó cũng à, gần như nó cũng không còn điểm mua nữa rồi đúng không thì cho nên là với những giai đoạn này thì mình cũng không có mặn mà gì đối với những cái cổ phiếu như là dầu khí nữa rồi đó tại vì đây nó cũng hết điểm mua rồi và những cái cổ phiếu như ngành điện nó cũng không còn nhiều điểm mua nữa rồi đó các thấy là những cái cổ phiếu bây giờ nó cũng không còn điểm mua nữa đó, ví dụ như những cái cổ phiếu về cao su thì mình cũng nói chia sẻ với mọi người cái cơ hội về ngành cao su. Đó. Thì như trong những cái tuần trước thì mình cũng có những cái mình lướt lại cho các bạn anh chị những cái cơ hội trong tuần trước, đúng không? đó Thì à, mình vẫn à, giữ quan điểm đó thôi. Đây mình mở lại vào ngày à, tuần trước là ngày thứ mấy mày? Ngày 10 tháng 10, đúng không? À, ngày 10 tháng 10. À, ngày 9 tháng 10 là ngày thứ hai tuần trước đó à, thì mình cũng có những cái nhận định cho mọi người nè đúng không? nên nhận định ngày 9 tháng 10 nè. đó à, thì những cái nhịp mình vẫn chia sẻ với mọi người là thị trường chúng ta sẽ có cơ hội nó về đây. À, về cái vùng này thì trong tuần này mình nghĩ là vẫn tiếp diễn như vậy. đó à, mình nghĩ là canh đến đến hết cuối tuần cho nên là đủ nhịp tay cộng cho nên là mình nghĩ là mình chia sẻ cho bạn những cái cổ phiếu dầu khí nè, bất công sản công nghiệp nè rồi cao su nè màu hiểu thì bạn có thể là dùng kvc đúng không kvc thì đây là những cổ phiếu mini thì mình nghĩ là nó cũng là một trong những cái cổ phiếu bảo hiểm đúng không nhưng mà nó cũng không về để chúng ta mua thì đây là dbr nó cũng về nè không rồi bhr nè rồi tb mình vẫn giữ nè mình có nói đây là những cái khuyến nghị lúc đó mình giữ nè đúng không đó thì bây giờ mình vẫn giữ ở trong cái vùng này thôi các bạn đúng không đây đó, mình vẫn chia sẻ với mọi người mình vẫn mua đúng không vẫn mua trong cái vùng này đó bhr thì ở đây ha mình vẫn chia sẻ cho các bạn và anh chị và mình vẫn cập nhật lại những cái đường uh, những cái danh mục mà vẫn nắm giữ như thế này đó là không mình vẫn nắm giữ và những cái danh mục này mình cập nhật cho các bạn và anh chị liên tục đó như là TB là mình mua rất là lâu rồi từ ngày 13 tháng 9 mình vẫn không có bán nữa. rồi có 4 DBR để xanh này. ngày mình vẫn cập nhật cho mọi người trong những các lỗ chốt lời số phiên bao nhiêu mình cập nhật hàng ngày hết các bạn đây nè thấy không mình cập nhật cho các bạn hàng ngày đó, và trên cả những cái mình uh, Live stream mình cũng chia sẻ cho các bạn bên uh, những cái room cộng đồng thì các bạn nào mà ở những cái uh, room cộng đồng thì có thể lập comment ở dưới phần mở mà có thể soi vào đúng không? thì các bạn thấy những cái chia sẻ của mình hữu ích nữa các bạn like cho mình giúp mình cái video này đó để mang tính chất lan tỏa và cũng như là các bạn có thể là share giúp mình đúng không? share video này đó để chúng ta có thể là chia sẻ những cái cộng đồng những cách đầu tư làm sao cho nó hiệu quả đúng không đó chứ cái này mình nghĩ là cũng không hay ho gì đúng không thì giao dịch thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau tại vì thị trường nó rất là nhiều thứ đúng không thị trường nó rất là nhiều thứ mà chúng ta phải cần tìm hiểu và nắm bắt đó, rất là nhiều cơ hội nữa còn thì về cá nhân mình thì mình cũng không thể nào mua hết được các bạn đó cho nên là mình cũng có thể là chia sẻ cho mọi người rất là thoải mái để chúng ta có thể thuận tiện giao dịch nhất thôi đó còn các bạn các anh chị nào mà mình nghĩ là về uh, mình làm nghề cho nên là cái việc mà khách hàng và 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 cả cộng đồng free thì mình vẫn chia sẻ như vậy thôi có thể là trước cho sau thì cho nên mình nghĩ là tại vì mình chia sẻ cho các bạn những cái mua toàn là các bạn nhìn lại những quá trình mình mua và là mình mua trong những sự điều chỉnh của thị trường mình mua đó chứ mình không có mua đuổi cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái việc mà các bạn bị mua trượt giá nhiều khi trượt giá có nghĩa là các bạn có thể mua giá tốt hơn À, tốt hơn nữa kìa à, tốt hơn cả mình mua nữa đó cho nên là các bạn yên tâm à, cái việc mà mình khuyến nghị không phải là mình khuyến nghị gọi là cái dạng theo cái kiểu mà mua đuổi cho nên là các bạn yên tâm đi đúng không các bạn mua ở đây nè đó điều chỉnh xong bạn mua thì rất là thoải mái bạn mua giá nào cũng được đúng không thì vẫn trong cái vùng mua hoặc thậm chí các bạn mua lại lên ngày hôm sau các bạn mua nữa thì nó cũng trên lệch đâu đó một hai like thôi nó cũng không có nhiều hơn các bạn đúng không rồi Ok thì đó là những cái góc nhìn về thị trường và cũng như là những cái nhóm ngành mà mình quay lại tiếp tục là những cái nhóm ngành mà xây dựng thì mình thấy là nó cũng sẽ có những cái nguy hiểm từ chín phiên tới hay không thì có thể là đã qua được chín phiên rồi bạn Đây điểm ngược lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phiên thì đã hơn rồi thì về vùng này thì mình nghĩ là chúng ta cần lưu ý ha và cũng như là nó quay lên lại thì nó cũng sẽ đánh bình vẫn đánh giá đây là những cái vùng kháng cự của cái dòng xây dựng này thì cho nên là các bạn lưu ý những cái cổ phiếu mà như mình chia sẻ với mọi người là VCG đó thì nó cũng lanh quanh ở đây vẫn là vùng kháng cự mình vẫn đánh giá nó là kháng cự ha rồi HUT mình vẫn đánh giá là những cái vùng này từ cái vùng lúc mà nó quay lên thì những cái vùng này nó kháng cự tương đối thôi nhưng mà khi mà lên ở đây nè các bạn thấy không mình vẫn đánh giá nó là kháng cự cũng tương đối là khá mạnh chứ không phải yếu đâu cho nên là các bạn lưu ý và thậm chí mình thấy được là những cái cổ phiếu như là về bất về về những cái cổ phiếu penny thì có nghĩa là các bạn thấy là trong những cái giai đoạn này á, thì các cổ phiếu penny mình nghĩ là nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi phục khá là tốt khi mà nó quay lên những cái vùng mà tích lũy này đó, tích lũy này thì thấy là nó điều chỉnh thì nó về điểm ảnh hưởng điểm số thì có nghĩa là nó không chạy xa được thì mình nghĩ là giai đoạn sắp tới thì có thể là một số cổ phiếu penny nó cũng lại có một cái sóng nhỏ mình nghĩ là sóng nhỏ thôi thì có nghĩa là ngắn hạn thôi giai đoạn này chúng ta đánh ngắn hạn thôi cũng cũng không có phải là gọi là dài hạn được và cũng không có gọi là hấp dẫn về chúng ta uhm, thấy được ha tại vì các bạn thấy là những cái thông tin liên quan đến xung đột Đó, rồi đô tăng rồi uh, tiền thì uh, gửi ngân hàng cũng dù là bạn thấy là tiền gửi ở ngân hàng dù lãi suất rất là thấp nhưng mà cũng hút được uh, người dân gửi tiền rất là nhiều. Và lạm phát thì vẫn còn cao đó và một số thứ là đô thì vẫn là tăng đó thì cho nên là rất là nhiều thứ mà chúng ta cần lưu ý và một số về liên quan đến về 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 uh... lãi suất. Đó, thì mình nghĩ là các bạn các anh chị cũng lưu ý đó. Thì các bạn thấy là đây nó có những cái liên quan và có hưởng lợi như là những cái bất động sản khu công nghiệp thôi. Mình nghĩ là về những cái chúng ta hay xung đột đó thì à, chúng ta thấy là những cái hưởng lợi nó vẫn là có những một số hưởng lợi đúng không, các anh chị bạn. Đó, bất động sản giá đông, cho nên mình đánh giá là những cái nhóm dầu khí, những cái nhóm về bất động sản khu công nghiệp nó vẫn được hưởng lợi. Thì cho nên là chúng ta hãy là những cái cơ hội đó và tỷ giá tăng thì các bạn thấy là những cái nhóm hưởng lợi trực tiếp thì nó cũng sẽ từ từ cái nhóm xuất khẩu đó thì mình nghĩ là chúng ta sẽ lưu ý từ cái nhóm đó thôi còn những cái nhóm nào mà nó không có về hưởng lợi chính sách hay là những cái hưởng lợi từ những cái việc xuất đột đó thì mình nghĩ là thị trường cũng sẽ rất là khó và chúng ta cũng nên hạn chế về cái việc giao dịch ngắn hạn như thế này còn những cái việc mà giao dịch mà tốt để nắm giữ mà cái mặt dài hạn á thì về cái mặt dài hạn thì mình cũng có những cái góc nhìn để cho các bạn anh chị hiểu là gì những cái lúc này nó giảm mạnh á, thì chúng ta là xem xét mà chúng ta đầu tư dài hạn thì mình nghĩ là chúng ta chia phân bổ vốn ra một phần hai phần đó, hoặc là ba phần để dự trù dù có mua ở đây hoặc mua ở đây mà cũng còn thêm một phần vốn nữa dự trù đó nếu có những cái rủi ro khác đúng không thì đó thì bạn chia làm sao chia cái vốn chúng ta làm một phần hai phần hoặc ba phần chúng ta mua mua có thể là tại vì các bạn mình nói rồi ở đây các bạn cũng không thể bán hết được đúng không đó, có thể là chúng ta hồi lên chúng ta bán gần như đa số thôi và và giữ cái tỷ trọng để chúng ta phân bổ ra mua ở đây ở đây thành 50 phần trăm 50 phần trăm cái tài khoản của mình và đây có thể là 70 phần trăm để chúng ta thành à, vẫn còn 30 phần trăm còn lại những cái dự trù cho tương lai đúng không và những cái đầu tư ngắn hạn đó còn những cái đoạn này mình nghĩ là chỉ là đầu tư đó, những cái giá mà hấp dẫn nhất là để mang đầu tư và mang đến những cái lợi nhuận lớn nhất trong tương lai đúng không? Và giá cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn khi nó có uh, những cái sự chiết khấu giá và nó quay lại những cái vùng nền mà chúng ta thấy là cực kỳ hấp dẫn trong những cái giai đoạn trước đúng không? Mà chúng ta chờ đợi mãi nó không về. Thì đây những cái vùng giá mà mình nói với các bạn các anh chị những cái vùng đỏ này nó từ từ ở một một uh, 60 180 và thậm chí nó về là những cái hỗ trợ mạnh trong mặt dài hạn đó là mươi 99, uh, 998 đó là 1000 không oh, 998 000 cho tới 1020 và như là mình thấy ở trong ở cái vấn đề như bạn đây mình nói với bạn thì có thể là các bạn nhìn không thể hiểu được ở đây là nó cái tại vì cái volume drive nè mình thấy là nó sẽ giao dịch là cái vùng giao dịch nhiều nó nằm ở lanh quanh đây đó thì đây nè đây là một cái vùng mà cho các bạn dễ nhìn nhất đó là cái volume drive right của trên index thì nó uh, rơi vào nó cũng rơi một cái màu đỏ này các bạn thấy không? Đó, đây là cái vùng giao dịch mà nhiều nhất nó cũng quanh quanh ở cái vùng 105x đó, thì đây là những cái vùng mà mình nghĩ là nó sẽ là cái nền đó là cái tiền đề tại vì các bạn thấy là cái vùng giao dịch nhiều thì có nghĩa là về phần phân tích kỹ thuật thì có nghĩa là cái vùng này người ta đã gọi là nắm giữ rất nhiều rồi thì cho nên là về cái vùng này người ta cũng sẽ quay lại họ mua đó họ cũng tin tưởng là đây một cái hỗ trợ ha đó ok rồi như vậy thì về diễn biến trong tuần tới thì mình nghĩ là cũng sẽ vẫn là diễn biến trong một cái nhịp hồi phục à, Nhưng mà về cân nhắc thì các bạn và anh chị thấy là mình cũng không có còn nhiều gọi là cổ phiếu nó có điểm mua cụ thể nữa Tại vì rất là nhiều cổ phiếu nó cũng tương đối rất là gần ở những cái vùng kháng cự đúng không Thì mình cũng không còn nhiều cái điểm mua nữa các bạn Và những cái cổ phiếu vượt đỉnh thì các bạn thấy là nó cũng đã vượt đỉnh khá là xa đó vượt đỉnh cũng tương đối đi uh, qua rồi thì uh, với những cái điểm vượt đỉnh nó không còn gần như thế này nữa thì các bạn thấy là chúng ta mua đã là xác định ngắn hạn thì uh, nó không còn hấp dẫn cho các bạn và các anh chị nữa đúng không thì cho nên là mình cũng không có khuyến nghị gì để chúng ta tham gia trong những cái giai đoạn sắp tới đó còn các bạn và các anh chị có thể thấy những cái video mà mình đang làm ở đây uh, thấy hữu ích thì mọi người cho mình một cái like một cái chia sẻ và cũng như là thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận đó, để chúng ta cũng tạo ra sự tương tác giúp Bình Đó, Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và chúc mọi người cuối tuần thật là nhiều vui vẻ Và tràn và đầy năng lượng Để chúng ta giao dịch trong tuần tới thật sự hiệu quả Và cũng như các bạn và các anh chị có những cái Tham gia giao dịch với Bình Đúng không? Để chúng ta cùng đồng hành vào Trong những cái lúc khoảng khách Mà thị trường khó cũng như là thị trường dễ đó và gần như là thị trường cũng rất là chán nản với rất là nhiều nhà đầu tư thì mình nghĩ là cái, mình cũng luôn đồng hành với mọi người và từng giây từng phút từng giờ đó, mình các bạn mà khó khăn gì đó mình cũng sẽ giải quyết cũng có những cái chia sẻ giúp mọi người đó thì mọi người có thể là ủng hộ mình một cái tài khoản tại SI hoặc là VBS đó nếu như giả sử các bạn có rồi thì chúng ta có thể chuyển đó, chuyển đi rất là nhanh bây giờ là chúng ta chỉ cần bóc máy và gọi là xong ha rồi cảm ơn các bạn và chị rất là nhiều và chúc mọi người à cuối tuần vui vẻ bye bye và gặp lại mọi người trong tuần tới và chúng ta đón một cái đáo hạn phái sinh thật là nhẹ nhàng đúng không đó chúng ta nắm bắt được những cái xu hướng của thị trường rồi thì chúng ta chuẩn bị trước những cái tình huống có thể xảy ra của thị trường thì chúng ta đón nhận nó một cách nhẹ nhàng thôi đó. chứ cũng không phải là gò bó về tâm lý gì cả nha các chị bạn ha rồi bye bye và gặp lại mọi người